The police checked the car right in. That's the only way you can get see? No, I can see it. Thì bây giờ mình ghé cái giường ở đây nha mọi người. Ây da má ơi, kẹt vô cái cửa một cái nó trúng cái chân luôn à, đau quá. Ra đây tranh thủ nha mọi người, chứ giờ này nó mũi lắm. Ra qua giường mớp cho mọi người coi nha. Chiều rồi, cũng 6 giờ mình đi qua hơi trễ rồi. Hôm nay trời cũng muốn mưa nữa. Mẹ cha ơi, mớp nó ngon quá mọi người ơi. Tí ta tí tửng nhà mốt à, nè. Ra đây là mình hiến máu nhân đạo á. Đúng là chiều chiều quê luôn đó, mắt mãi nó. Nè, ai ăn mốt thì tới đây nha bà con cô bác ơi. Để nó bị già đó, hết ngon. Nên là mình tranh thủ mình bán á. Đáng lẽ mình không có qua đâu á. Mình nói xa mà tại vì mình tranh thủ á mọi người. Đây đừng có ngủ chích nha bà con. Này quay buổi sáng nó đẹp lắm mọi người. Là chiều xuống rồi. Sáng nó lên. Đây. Vàng mốt tươi xinh. Hai bữa mình có quay rồi. Wow, trái mớp đằng kia bự quá. Trời ơi. Nè. Cưng gì đâu luôn á. Cưng quá. Ia kiến. Kiến. Mớp mọi người, dì mới đi làm về luôn mọi người. Ây da, chết cha nè. Mũi. Quay cho mọi người coi mà mũi nó chích em đó mọi người ơi. Này quay buổi sáng á, buổi sau em quay. Ây da cha. Buổi sau em quay. Buổi sau em quay. Cắt cho đủ 1 chục trái đi. 1 chục trái lớn á. Thấy không? Không là không ăn là nó sẽ bị già hả chú ha? Sao không già? Chú còn già, nó nghĩ sao mớp không già trời. Trời ơi, cắt kìa. Đó. Sung sướng không? Năm sau làm cái vàng nó chắc chắn lên chút. Vàng này nó muốn ngục quá chú ha. Nhiều năm rồi. Ây da. Ây da, mũi chích quá à. Còn hủ qua không? Kìa đó kìa. Ai dặn vậy? Rồi cái chú kia ăn rau ổng có ăn không? Ăn mớp nè, bên đây còn 2 trái nữa nè. Không biết đủ chưa, đủ rồi thôi. Dư thôi. Lá quế. Quế nấu canh chua bà con. Vậy cộng quế nấu canh chua. Thò tay gắt ngọt cộng ngò. Thương em đứt ruột giả ngò. Làm ngơ. Cái này mà quay buổi chiều á, nó mới đẹp mọi người ạ. Mình ở đây nè nha bà con. Mình đã tại vị trí này là mình cứ phái ra vườn rau này hoài mọi người ơi. Mình hái vài cọng nữa coi. Hái vài cọng quế nó về để dành nấu canh chua nha mọi người. Thơm quá à. Mà không ăn là nó sẽ bị hôi á mọi người. Rồi chú ổng ra nhắc, ổng ngắt đùng đùng luôn rồi. Không có kịp hái gì chứ, không có kịp chụp hình gì chứ. Da. Cái này nó chú có phai mỡ nữa mọi người, canh phai mỡ quá. Cái này phai mỡ quá. Có thấy không, muốn không gì? Vàng mốt thấy thương không? Chiều tà.
chiều chiều ra đứng ngõ sao trông về quê mẹ. Chú ra ra cắt thao ra muốn được không, lấy đưa lưỡi hái ra cắt cho ăn được sống được này, ăn được mà ăn đi, cắt lại đi về nó nhặt bán mà xong bán. Người ta kim, người ta muốn ăn, người ta thèm. Đưa đây con cắt cho, đưa lưỡi hái đây, đưa lưỡi hái đâu rồi. Thôi con hái cho, con quẹt mấy cái cho nó ăn. Cái lưỡi hái hồi nãy chú mới cắt đâu rồi. Lưỡi hái. Cắt xíu thôi. Ủa lâu giờ nữa nè mọi người. Lâu giờ nè mọi người. Lâu giờ cơ hộp nồi này ăn ngon lắm nha. Đâu rồi, nó ngọm đâu rồi. Cắt xíu rau muống giống như là rau má này, có dịp mình xin thì mình trồng rồi mọi người. Ngóc hết trơn thì sao không bẻ bán phao đi. Gì gì bán cắt lại phao một thịt 10 đồng. Người ta muốn ăn mà. Nó chết thèm lâu lắm rồi. Mũi cắn lặt đại đi, hái giống như hái ấy vậy. Mà mốt ta mai bộ đồ dài dài phủ vô giường mà nó sẽ có mũi thôi. Mà hôm nay trời nó không có nắng gì chứ hay gì ha. Nó cứ ui ui hoài vậy. Nè, mấy con bự là sớm con mới gì bữa hổm còn á. Con mới làm gì ta? Bào rau muống ăn với lại bún nước tương. Ngon quá trời, mấy con nhỏ vậy ăn đã không chết còn ăn được mà đúng không? Nhiều người hỏi quá trời. Tới cuối, dì nói cuối tháng 8 nhưng mà vẫn còn ăn được lết lết tới hết tháng 9 không ta? Nó không được nhiều lắm mà cũng ăn được. Ớt rồi mấy con, bây giờ xin mấy con quế về nấu canh chua ăn cho nó có mùi nè. Con muốn nấu canh chua cũng ngon. Hái hai bịch luôn cũng được nữa. Con bịch nữa. Thôi hái đi. Giờ nấu canh chua á, tại vì rau con đang làm giá nó chưa có lên. Hái nó mủ quá, mủ dính tay quá. Làm gì cũng phải có bao tay. Nó tốt lại đúng không? Quá trời ngon luôn. Nó ngon đục đục luôn. Ở đâu mà bỏ vậy này, ăn ngon gần chết. Bỏ. Còn nó còn ngon hơn ở chợ Miên nhiều. Cái lá nó hơi xấu một xíu thôi. Nhưng mà bỏ lá. Quá trời luôn. Nó không nhiều như mấy bữa có quế trong đó, bỏ dồn luôn cho con bịch đó. Nó không mấy như mấy bữa nhưng mà quá tốt. Năm sau làm nhiều một chút nữa là bán hơi bị ngon nha. Năm sau mày bỏ sao mày đi lại bán ra sao? Bỏ đồng bỏ vẫn ba đi bán mà. Đâu có xa lắm đâu. Đi xe hơi qua chứ bộ đi bộ đồng sợ. Mày mua nhà ở đâu? Mua đâu mua, thuê á. Chưa mua được. Mua được giờ này mới sợ á. Giá nhà giờ nó mắc quá. À gì gì có mấy cọng rau muống của rau muống ruộng hả? Cũng 1-2 hộp. Nè nè, rau muống ruộng nè, thấy cưng quá ha. Nhà bên đó hả? Trời ơi, xung quanh toàn là nhà triệu đô mà mướn chứ mua sao nổi. Giờ giá nhà tự nhiên nó leo thang á, tự nhiên đang bầu cầu tổng thống nè. Quá trời giá nhà nó lên trên núi với trảnh. Mà nó dành lắm nha gì. Vừa bỏ lên cái là nó bán được liền à. Mà nó chảnh lắm nha, nó trả giá không được như ý nó rồi là nó không có chịu đâu. Mấy bịch? Hai bịch. Mấy bao? Hai bao. Bán như bình thường đi. Mai đi chùa, bên Diên Ân tổ chức cúng ở bên đó đó. Nhỏ kia nó phải đi chùa nữa, nó kêu hoài, nó năn nỉ
cho nó đi chứ, chở nó đi chứ sao vậy. Ông nói đi bán cái này có tiền không đi vậy? Chồng con á, nó không có tiền, giống như chơi game vậy đó. Hỏi ông chơi game có tiền không? Ông nói không. Thì đây con nói giống như con chơi game vậy đó. Có cây cổ mực nữa nè. Thiếu gì hả? Năm sau chồng để lại. Thiếu gì người ăn gì vậy? Đã quá trời nhiều người ở xa, nhiều người đâu có ở gần đi đình đâu mà con đi giao á. Thì mình tiện đường mình giao thôi, cho người ta ăn miếng ăn rau của Việt Nam mình. Cũng giống như mình thèm mình được ăn vậy trời. Ờ má ơi, nó non mà bẻ nó góp góp luôn á. Tay dính mũ luôn à. Ồ, rau dền màu tím luôn nữa nè. Hỏi rau. Rau dền nhiều lắm mà ta bỏ. Dạ, bên kia cũng có cái vườn nữa, con xin rau má về con trồng để dành ăn. Có chỗ sẵn á. Giờ này chiều chiều giống như dưới quê mình chiều chiều ha. Ở dưới quê mà chỗ mấy có vàng thiên lý cái gì. Cái mùi thơm thiên lý nó đã ghê á. Nè. Nè chú ơi. Mấy gì đứa ngủ đến bài nữa hả? Hẹn bữa khác khỏe khỏe chút đi. Mấy gì đó cũng chơi dễ, dễ thương. Mấy người đó lo cười không à. Cười nhắm mắt nhắm mũi không ăn hết trơn. Đến bài lo cười không. Không lo tập trung. Ăn hết. Tứ sắc mà chơi vui. Trời ơi rau đã quá vậy. Đỡ rồi hái luôn cho dơ tay luôn. Về lấy chanh trà ra. Chị nấu cơm gì chưa? Chú nấu cơm hả? Nấu gì ăn? Xào mớp. Xào mớp hả? Mớp với tôm khô hả? Chiên khô, chiên cá gì đó. Hôm nay làm được không gì? Có ăn cơm chay mà có ăn đồ mặn mà hỏi cho biết thì thôi, hỏi thăm chứ đâu ăn. Rồi nhiêu đó được rồi, thiếu quá thì kể lại đi. Đi hả? Từ từ đi ra hai gạo dư không, dư cho luôn đi. Rồi giờ tính. Thôi được rồi, nhiêu được rồi, quế, ồ ôm đâu? Ồ, xíu thôi. Ba ngày sau nữa mới ăn giá được, giá mới làm. Đâu? Mấy ngọn thôi, xíu xíu là nấu cho có mùi thôi. Cộng quế thôi, bây giờ nè. Nước mưa, dạo này nước mưa xài đá hay gì ha? Xài đá luôn á. Ồ, được rồi, được rồi, được rồi. Nhiêu là nó thơm thơm thế bà. Tại ăn với lại... Ok, đi vô đi. Nó thơm ha, còn vàng thiên lý nữa. Gì mà có cái vàng thiên lý nữa, nó còn thơm ác nữa. Đâu lấy giống được trồng. Sao mà lấy giống được trồng? Vàng thiên lý là phải có hộp hả? Đây, mớp của chị kia đây, mười mấy trái này, mai giao cho bà chị. 13 trái. Con cũng ăn luôn. Được cơm bún. Ủa bữa hổm con còn cái vỏ màu xanh xanh nữa phải không gì? Vỏ màu xanh xanh của gì nữa đó không? Năm trái nhỏ nữa nè. Sáu trái. Rồi bây giờ là rau muống nè, với lại mớp nè mà đi giao cho mọi người. Mớp ở trong đó đó. Ok. Bây giờ mình với Leo đi về giao rau muống. Cảm ơn mọi người ủng hộ video nha. Bây giờ đi giao rau muống.